Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Sai nha. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Thảo và Thạch Nghị đánh nhau có thể nói là lông trời lở đất luôn. Thì ở đoạn cuối của tập hôm qua thì Thạch Thảo đã đánh bại Thạch Nghị rồi, chuẩn bị giết chết Thạch Nghị, nhưng mà bị rất nhiều cường giả ra tay ngăn cản như là Hồ Ma Linh nè, rồi Bổ Thiên Giáo nè, rồi một số người nữa ra tay định giết chết Thạch Thảo để cứu Thạch Nghị. Nhưng mà mọi sự thì không như ý của những người này muốn ở đoạn cuối của tập hôm qua thì Thạch Thạo à, trên tay cầm diệt hồn châm và cái trấn hồn tháp chuẩn bị ra tay giết Thạch Nghị. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp tập 85 được mang tên là Hỗn Loạn của Bộ truyện Thế Giới Hoàng Mỹ, tác giả Thượng Đông, giọng đọc của Lát Sai Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thạch Hạo không một chút do dự, chỉ tùng cốt phát sáng, khắp toàn thân lưu chuyển sức mạnh vô địch có thể phá hủy tất cả. Nắm tay trái của nó nắm lấy diệt hồn châm, trong tay phải cầm lấy một tòa trứng hồn tháp, kèm theo đó là chí tôn bí lực, tất cả đồng thời ập xuống, âm một tiếng đánh chết Thạch Nghị, khiến cho hắn nổ tung ngay tại chỗ. Trung Đông giả bị chém giết như vậy, mọi người trơ ra cứ như là tượng đất vậy. Song Thạch ai mạnh ai yếu đều đã phân định rõ ràng, trận chiến này đã kết thúc rồi, Chờ mong đã lâu, nhưng khi thời khắc này thực sự tới thì khiến cho mọi người rơi vào trạng thái yên tĩnh trong giây lát. Ai nấy đều cực kỳ chấn động, mạnh mẽ như trùng đồng giả vậy mà cũng bị giết chết sao? Thời thượng cổ, trùng đồng giả chính là một thần thoại của sự bất bại. Thế gian này cơ bản không có người nào có khả năng giết chết cả, là sự tồn tại vô địch. Nhưng mà giờ phút này thần thoại ấy đã bị đánh vỡ rồi. Nơi đây sôi trào, khắp nơi náo động, tiếng người như là thủy triều bao phủ mười phương, không đúng nha à. trong sân có một con mắt đang tỏa hào quang kìa. Có người giật mình hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Trong sân thi đấu màu nâu xám, một con mắt đang lăn tròn sau đó hóa thành một tia điện nhằm thẳng về thạch hạo, bùng phát ra ánh sáng ống ánh, bùm một tiếng rồi nổ tung. Giờ khắc này hàng loạt ký hiệu lấp lóe mưa ánh sáng rực rỡ tỏa ra, tựa như xuyên thấy cả hư không. Thạch hạo rên lên một tiếng, thân thể bị xuyên thủng lộ ra một cái lỗ máu. Mọi người sợ hãi, thân thể của thạch thạo mạnh mẽ biết bao vậy mà cũng bị xuyên thủng máu tươi chảy lai láng có thể thấy được đòn đánh vừa rồi khủng bố cỡ nào trùng đồng giả chết đi một con mắt còn sót lại mà cũng kinh người đến như vậy rồi đến giờ trận chiến mới coi như là đã kết thúc thạch nghị bị chém biến mất khỏi chiến trường thiên không dòng máu nhuộm đỏ cả sân thi đấu màu nâu xám này ngoài ra không còn thứ gì khác nữa sự yên tĩnh qua đi chiến trường thiên không náo động trở lại tin tức nhanh chóng lan truyền về bốn phía có rất nhiều người không thể tới chỗ này, không thể quan sát trận chiến. Đại chiến kết thúc đương nhiên sẽ tạo nên sóng lớn rồi. Quả nhiên hư thần giới chấn động, mười phương điều kinh, nhân mã các giáo đều chấn động. Trời ơi, Tên thật nghĩ được xưng là trời sinh thần nhân mà cũng bị chém nha, có thể hay không vậy, nên biết hắn chính là trùng đồng giả đó. Khó mà khiến người khác tin được nha, thạch nghĩ được bao phủ bởi mạng sáng rực rỡ như vậy lại thất bại nữa, hoang dục sẽ vì vậy mà chấn động đây, một thiếu niên cứ như là thần thoại lại chết đi nha. Cuối cùng Thạch Thảo chứ là người chiến thắng. Đó. Đây không phải là thời đại thuộc gì Thạch Nghĩ. Tự do mở ra một con đường vô cùng huy hoàng, mạnh mẽ, quật khởi, quét ngang cả được trên thế gian này đó. Hư thần giới náo động, bốn phương điều kinh. Tin tức nhanh chóng truyền ra thế giới hiện thực, tạo nên chấn động ở các cổ quốc. Dù sao cũng không phải ai cũng tiến vào hư thần giới. Tin tức kinh người như thế này tự nhiên là một cơn lốc đảo qua thật nhanh. Không thể không nói, trận chiến này thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, gần như là cả thế gian đều chấn động các nơi trên hoang vực đều bàn luận sôi nổi về cuộc chiến của sông Thạch. Trên thực tế, khi tin tức nhanh chóng lan tỏa thì chiến trường thiên không cũng chẳng hề yên tĩnh được. Sóng lớn vẫn tiếp tục nổi lên, hơn nữa còn rất kịch liệt. Chiến trường màu nâu xám được xây dựng bởi thiên thạch, khắc họa phù văn thượng ma. Bên trên một thiếu niên đứng vững vàng, cả người loan lỗ vết máu. Thường thế cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng không một ai dám khinh thường, đều dùng ánh mắt vừa kính vừa sợ mà nhìn đây chính là thiếu niên vô địch thực sự của hoang vực này. Trung đông giả có thần thoại về sự bất bại cũng bị nó giết chết. Tương lai sẽ là thành tựu lớn đến mức nào đây? Không một ai có thể rõ được. Trước mặt ta mà cũng dám gây rối chứ thường thiên không. Các ngươi thật giống như là điếc không sợ súng vậy. Dược sứ nổi giận lôi đình, vô cùng tức giận. Hắn đi tới chỗ của hồ Ma Linh, bàn tay lớn vung ra bao trùm cả khu vực này, nơi đó có một đám người kêu lên đầy sợ hãi khó mà chống lại được tất cả đều không ngừng run rẩy một tay che trời bàn tay khổng lồ của vực sứ chậm rãi nhấc đám nhân mã kia lên rồi sau đó chậm rãi nắm chặt lại cứ như là ngọn núi khổng lồ vậy đám người này nổ tung hóa thành từng cơn mưa máu tất cả đều bị tiêu diệt trong bàn tay lớn màu xanh kia bọn họ là những cường giả đã hợp được điều khiển lông nhện màu vàng khi nãy kim chu vẻ mặt khó coi hắn hóa thành thân người trên trán nổi gân xanh con mắt đỏ đậm nắm đấm nắm chặt lại nhưng cuối cùng cũng phải nuốt cái cơn giận này xuống ở đây mà làm bậy thì dù là hắn cũng bị tiêu diệt thôi vực sứ chính là một tia ý chí của hư thần giới hắn ta quản lý cái vùng tịnh thổ này nắm giữ quyền sinh quyền sát ai làm trái sẽ có họa sát thân ngày trước quả thực cũng có người dám hò hét thế nhưng chắc chắn không phải là kim chu này hắn ta không có khí phách như vậy Vượt sứ nhìn tất cả mọi người, vẻ mặt đầy lạnh lẽo, không những có tới hai chiến trường thiên không bị phá hủy và đám người này còn dám gian lận quấy rầy đại chiến ở nơi đây, khiến hắn vô cùng tức giận. Nhưng mà suy cho cùng cũng không có phát hiện đầu mối ở bổ thiên giáo, bởi vì bảo cụ cấm kỵ kia quá mức kỳ lạ, không để lại chút vết tích gần sống gì cả. Toàn bộ chiến trường có lẽ chỉ mỗi mình Thạch Hạo mới có thể phán đoán ra được, chính là người đứng cùng với tích hoa bà bà đằng kia, bởi vì tự bản thân dính phải nên cảm nhận được trong sân thi đấu màu nâu xám thạch thảo đứng yên nơi đó yên lặng điều tức điều trị thương thế trận chiến này khiến nó trả giá quá lớn gần như là tàn phế đây chính là trận chiến gian khổ nhất kể từ khi nó xuất đạo cho tới bây giờ nếu như thạch nghị kiên quyết dùng trùng đồng quyết chiến với nó thì chiến cuộc sẽ càng gian nan hơn không biết sẽ chảy bao nhiêu máu nữa trên thực tế rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối đặc biệt là những tôn giả kia bọn họ cũng vô cùng khát vọng muốn nhìn thấy áo nghĩa cao nhất mà trùng đồng giả diễn hóa ra Nhìn xem thử cái chiêu này kinh diễm tới cỡ nào. Từ xưa tới nay có một lời đồn, áo nghĩa cao nhất của trùng đồng tuyệt đối vô sông. Những người chống lại với họ đều chết cả, không một ai, không một người nào có thể sống sót được, tràn đầy sắc thái thần bí. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội để quan sát, thế nhưng Thạch Nghĩ chưa kịp triển khai thì đã chết rồi, khiến cho rất nhiều người tiếc nuối. Thạch Hảo đứng yên một lúc lâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống bởi vì thương thế quá nặng. Vừa nãy nó cũng không dám làm bậy Sợ người khác áp chế Hiện tại mới khá hơn một chút Cả người nó phát sáng Những vết thương nhanh chóng kết nối lại Thế nhưng cũng không có thiên phú sáng tạo như là trùng đồng Không thể chữa trị ngay lập tức Chỉ là tạm thời kết nối lại với nhau mà thôi Chém giết thạch nghị Thạch hạo cũng phải trả giá rất đắt cho bản thân Tối thiểu gần cốt bị nước ra Phủ tạng để xuất hiện vết rách cả Cần phải tỉnh dưỡng lâu dài Thế nhưng khí thế sinh mạng của nó rất kinh người, rất nhanh tinh lực liền cuồn cuộn như biển lớn kịch liệt bốc lên cao, bao phủ toàn thân, cả người đồng thời phát sáng. Chiến trường thiên không tự nhiên sôi trào đã từ lâu, có người mừng rỡ lại có người sắc mặt âm trầm, còn có người thì không ngừng nguyên rủa, phản ứng hoàn toàn khác nhau. Lựa chọn chi tông công, kết quả lại bị giết chết, không thể triển khai được áo nghĩa cao nhất của trùng đồng. Thạch nghị chết thật quán mà. Thuốc bá của thạch nghị khóc lóc đau khổ, Đối với bọn họ mà nói, toàn bộ bầu trời như là sụp đổ, mất hết hoàn toàn hy vọng. Một bên khác, Kim Chu không nói lời nào, sắc mặt âm trầm. Đây không phải là trầm ga không được mà còn mất nắm thốc hay sao? Tổn thất quá lớn mà. Lấy ra tổ tiên bí khí chính là do hắn ra lệnh, kết quả khiến cho mấy chục tộc nhân bỏ mạng. Kim Chu Huynh nè, thiệp mời này còn giá trị không vậy? Có tôn giả đối địch chế nhạo. <laughs> Kim Chu hừ lạnh. Trước khi chiến, hắn đã từng phát thiệp mời, mời tôn giả của Thái Cổ Thần Sơn tới tham gia, muốn cử hành yến tiệc để chúc mừng, cho rằng Thạch Nghị chắc chắn giành phần thắng. Nhưng kết quả thành ra như vậy, tương đương với việc tự mình ăn phải một cái tác, vô cùng nhục nhã với những người đồng đạo này. Ở, 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 giữa trời có cái gì vậy? Có thần khả xuống kìa. Có người kinh ngạc thốt lên, trên bầu trời trở nên rực rỡ, có chùm sáng đang từ từ hạ xuống, đây là khen thưởng đó, đây chính là thần vợ của hư thần giới Phạm lại có thể trăng lâm chiến trường thiên không Thì đều có thể trọng thưởng Chứ đừng nói là người chiến thắng nha Cùng lúc đó Các nơi trong hư thần giới đều hiện lên bia đá Vô cùng lấp lánh, xuất hiện các ký tự Báo cho thế nhân biết tất cả ở nơi đây Đúng rồi, chính là mảnh vợ của sách đồng thâu Đây là kỳ trân đúng không Chư Hùng mê tích cả mắt lại Ngay cả Tôn Giả cũng tập trung nhìn về phía trước Sau đó mọi người trợn tròn con mắt quả thực chính là sách thần đồng thâu, hơn nữa có đến 3 miếng, đúng là khiến người khác đỏ mắt mà. Đây chính là bảo thuật vô giá đó. Trước khi Thạch Thạo đã đạt được 5 miếng rồi, hiện tại tính cả 3 miếng này thì đã thành 8 miếng. Trước đó mọi người cảm thấy còn xa vời, hiện tại khoảng cách của 10 miếng đã rất gần rồi, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, gần thành công rồi sách quý đồng thao mười miếng gặp lại tung truyền chính là một môn bảo thuật thái cổ chí cường có thể cho thập hung lưu lại cũng có thể là sinh linh chỉ đứng sau thập hung hơn nghĩ chống thổi là khiến người ta giật mình rồi nha có người nói như vậy lần nữa tạo nên một hồi náo động thật lớn thạch thao mừng rỡ trận chiến này rất gian khổ nhưng lại rất đáng giá khi đứng lên thân thể lão đảo nó bị thương rất là nặng không thể chữa khỏi ngay lập tức được dùng tay nhẹ nhàng chạm vào ba miếng đồng thau cái cảm giác thù ráp cùng với ánh sáng lờ mờ khiến nó yêu thích không rời, đúng là cảm giác của một bông bảo thuộc chí cường mà. Đáng ra chỉ khen thưởng cho người hai miếng thôi, miếng thứ ba thuộc về Thạch Nghị, nhưng hắn đã chết trận rồi. Vực sứ nói, việc này khiến cho nó giật mình. Trận chiến này kinh thiên động địa, hai thiếu niên hủy đi hai chiến trường thiên không, hư thần giới lại ban thưởng phong phú đến như vậy, khiến nó vô cùng xúc động. Mười phương đều yên tĩnh, những tiếng bàn luận chấm dứt. Tường cặp ánh mắt nóng bỏng trong tới có chút tham lam không che giấu nổi. Thạch Hạo trọng thương, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Trên người nó tổng cộng có tới 8 miếng đồng thau, có thể nói là một thần tàng di động. Giá trị cỡ này khiến nhiều người bí quá hóa liều. Đây có lẽ là một cơ hội nha, hắn trọng thương khó mà hồi phục được. Nếu như mấy vị tôn giả ra tay thì hắn khó lòng sống được rồi. Có người nói nhỏ. Ta nên ra trận rồi sao? phía chân trời một thiếu niên đứng ngạo nghễ bên trong lửa thần trong trọng mắt ánh lên ngọn lửa màu đỏ lẩm bẩm mang theo một luồng khí tức sơ sát chấn động cả bầu trời sau lưng y mấy tên sinh linh thuần huyết rung lên tất cả đều lộ ra vẻ kính sợ không dám nhiều lời bởi vì bọn họ biết một hồi sóng lớn ngập trời lại nổi lên rồi đấu thấu à cẩn thận nha người kia xuất hiện rồi tích hoa bà bà nói giọng điệu có vẻ sợ hãi nguyệt thiền tiên tử trong lòng sinh ra ý nghĩ dõi mắt nhìn về phương đó khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười kỳ dị, uyển chuyển thân hình cứ thế mà biến mất. Nơi đây sẽ đại loạn, không chỉ thiên kiêu các vực sẽ xuất hiện, mà còn có tôn giả cũng muốn ra tay nữa. Sách quý đồng thầu gian thế, đây chính là điềm lành. Tuân theo số mệnh thiên địa, đáng để cướp đoạt. Kim Chu lẩm bẩm, trên mắt lộ sát cơ. Hiện tại nếu hắn ra tay thì cũng chẳng tính là quấy rầy cuộc chiến nữa rồi. Thời khắc này hắn đưa mắt nhìn mấy tên bạn già, Hy vọng có thể lôi kéo được một vài người, thế nhưng lại phát hiện ra một vài tôn giả khác cũng đã động tâm, trong con người lóe lên vẻ nóng rực. Trung lão à, nghĩ biện pháp ra tay thôi, không thể để sách quý đồng thau này rơi trên tay của thiếu niên này được. Hắn đã tự chối giáo ta, đạo bất đồng thì tương lai quá nữa là đại địch rồi. Tích Hoa bà bà dùng mật ngữ trong mắt lóe lên tia ác độc. Thạch Thảo đứng trong sân thi đấu cảm nhận được một vài khí thế chẳng chút hữu nghị gì cả. Thế nhưng nó cũng chẳng chút sợ hãi, ánh mắt lấp lóe. Nếu như có người ra tay, nó không ngại lại đại khai sát giới lần nữa. Sân thi đấu được xây dựng từ thiên thạch lượng lờ, tạo thành từng dải khối xám. Bầu không khí nơi đây trở nên khẩn trương tới kỳ lạ. Một hồi xung đột càng ác chiến hơn lúc nào cũng có thể bùng phát. Thạch thạo bị thương nặng, nghiêng qua ngã lại, nó cầm trong tay ba miếng đồng thau, cảm nhận được cái loại sát cơ kia liền yên lặng điều tiết trạng thái bản thân để ứng phó biến cố. Đại chiến sông Thạch đặc sắc thiệt đó nha Mấy trăm năm rồi không thấy Khiến cho đám lão già chúng ta nhớ mong mà Không biết năm nào tháng nào Mới lại được thưởng thức cái loại quyết chiến vậy nữa ha Có người phá vỡ Bộ không khí yên tĩnh này Nói ra một câu như vậy Tên của hai thiếu niên này nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách Mặc dù Thạch nghĩ chết trận Thế nhưng cũng khó thể che giấu được Ánh sáng ngút trời của hắn Có thể xưng tụng là kinh diễm đương đại Cho tới Thạch Hạo Nó đã được xem như là một thần thoại sống rồi có thể quét ngang mọi người cùng tuổi, vô địch thiên hạ. Chỉ sợ trời đấu kỵ anh Tài, tuy thạch thảo có thể ngạo thị hoang dược, nhưng chưa chắc đã có thể sống cho tới khi trưởng thành. Có âm thanh không hài lòng vang lên, khiến cho bầu không khí nơi đây nhiều hơn một luồng ý lạnh. Từ xưa tới đây, những thiên kiêu có thể đăng lâm chiến trường thiên không này để quyết chiến, thì cuối cùng có mấy ai có thể chết trong niềm an lành chứ. Có người nói tiếp, khiến cho hiện trường thêm một luồng khí tức tiêu điều. Thạch Thảo đứng im, tận dụng thời gian để chữa thương, trong cơ thể thần hy hóa thành lò lửa, có thể thấy hết lò lửa màu vàng này tới lò lửa màu vàng khác hóa thành dòng sông chậm chậm chảy xuôi. Thời khắc này toàn bộ thân thể của nó đều phát sáng, dường như hóa thành một lò thần bất hủ, tỏa ra kim quang nóng rực, đó chính là thần lực đang cuồn cuộn trào dâng, vận chuyển tới mức độ lớn nhất, phóng thích ra tiềm năng thân thể, bất cứ lúc nào và nơi nào đối mặt với chư địch thì nó đều dựa vào bản thân mình, không hề kỳ vọng vào thứ khác. Đột nhiên lửa thần hừng hực, sôi sáng chính tầng trời, chiếu rọi trời cao, thiêu đốt vòng trời, khắp nơi sáng rực, nhật nguyệt cũng phải lu mờ. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, ánh lửa thật là mạnh mẽ, khiến người khác không ngừng run rẩy, tóc ghế dựng thẳng lên. Võ đại cấp thần phủ đại bụi cũng không phải là đẳng cấp cao nhất, thế nhưng cũng tính là kiên cố đó, cố gắng cũng có thể chiến được một âm thanh bình tĩnh vang vọng mọi người giật mình phát hiện ra trên chiến trường thiên không cũng nhiều ra hơn một người lửa thần vô tận kia đều do y tạo nên cuối cùng ngưng tụ lại bao phủ y ở trung tâm người này là người nào đứng ở nơi đó tràn ngập khí thế ngang tàn càng khiến cho người khác run chảy như là đang đối mặt với hung thú mạnh nhất thời viễn cổ vậy sau một khắc y đưa bàn tay về phía trước chụp thẳng nơi thạch thảo đang đứng cứ như là một cối xe màu vàng có thể tiêu diệt chư địch trên thế gian khí thế ấy vô cùng bá đạo chỉ riêng một đòn này thôi cũng khiến người ta kinh sợ rồi. Chí cường chí dương khiến cho thân thể của nhiều người như muốn nứt ra. Thạch thạo mày kiếm dựng thẳng, đồng dạng cũng đưa bàn tay tới. Bàn tay hóa thành một chiếc lưu đồng nhanh chóng phóng tới, lấp lánh phù văn như muốn nung nấu chư địch thế gian vậy. Việc này khiến nhiều người hút vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, vậy mà nó vẫn còn ngang ngược đến như vậy, cơ bản chẳng thèm tránh né mà lại bùng phát ra thần năng vô lượng một gợn sóng như biển lớn bụng nổ, toàn bộ chiến trường thiên không rung động cứ như là động đất, toàn bộ những tảng đá và rào trắng đều rung lên, đang cộng hưởng theo gợn sóng này. Nhưng mà tay của hai người chưa hề đụng vào nhau, vào thời khắc máu chốt, chàng trai thần bí ấy mở tay thành trưởng tránh sang một bên, trong con người thần quang tăng vọt. Đây cũng không phải là e ngại mà là không muốn giao thủ cùng với một con mồi đang trọng thương. Y mang theo một loại tùy tiện và thô bạo, không kìm hãm được mà gật đầu rồi nói. Cũng không tệ, đây là ý gì mọi người không rõ hãy đi theo ta y nói ra bốn chữ như thế có một loại yêu thích cũng có một loại vui sướng khi nhìn thấy con mồi mọi người giật mình đặc biệt là tôn giả lúc này đều không thể ngồi yên được nữa trên người thạch thạo có tám miếng đồng thâu có thể nói là một thần tàn di động đời nào chịu để người này đoạt được chứ tại sao phải đi theo người thạch thạo bình tĩnh hỏi đi theo ta ta sẽ cho ngươi thấy một bầu trời càng rộng lớn hơn chàng trai lên tiếng đồng thời bùng phát ra một gợn sóng chí cường bừa bãi tàn phá mười phương đây rõ ràng chỉ là một tia nhân thân thôi thế nhưng tinh lực phóng ra ngoài kia cùng với uy năng ngập trời đó khiến cho y dường như trở thành một vị ma thần làm người khác ngột ngạt đại chiến sông thạch vừa kết thúc y liền lên sân như vậy rồi nói ra mấy câu như vậy tuyệt không phải là người thường mà sắc mặt của thạch thạo liền lạnh xuống chuẩn bị thật tốt để đại chiến cuộc đời ta có hai loại sở thích một là thu gom tuyệt đại giai nhân trong thiên hạ, hai là thu gom bảo thuật nổi tiếng trên thế gian. Chàng trai bên trong lửa thần nói bể nghệ thiên hạ, thạch thảo trung minh, ánh mắt nóng rực của đối phương nhìn nó cứ như là nhìn thấy báu vật của thế gian vậy. Nó biết rằng đối phương không chỉ là hứng thú với sách quý đồng thâu, mà hơn nữa chính là đã nhìn ra được pháp môn côn bằng trên người nó rồi. Chàng trai bên trong lửa thần rất tự phụ, hay cũng có thể nói là rất tự tin, nhìn chăm chăm thạch thảo rồi nói cố lắm thì cũng cho là có sở thích thứ ba chính là thu gom danh tướng nơi thế gian đây là người nào tất cả cường giả nơi đây đều lộ ra sắc mặt khác thường lại dám nói những chuyện như thế này không phải kẻ điên thì chính là mạnh mẽ đến thái quá vượt qua sự tưởng tượng của mọi người ta cũng có sở thích như vậy đó không bằng dâng lên những mỹ nhân của ngươi sau đó đi theo ta thạch thạo lạnh nhạt nói tỏa ra một luồng khí tức tiêu điều chàng trai trong lửa thần cả người mơ hồ thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được Y rất bình tĩnh rồi nói Nói như vậy người và ta là đồng đạo rồi Tất cả mọi người đều cảnh giác Có thể sẽ phát sinh một hồi lông tranh hổ đấu Người này không chỉ thần bí mà còn vô cùng mạnh mẽ nữa Chắc chắn sẽ tạo nên một mảnh sóng lớn ngập trời Vượt sứ sẽ mặc kệ Bởi vì đại chiến sông Thạch đã kết thúc rồi Đây cũng không tính là gây rối Người này ngang nhiên đi vào chiến trường thiên không Bên trong vẻ ngang ngược còn kèm theo cả khí tức hủy diệt nữa Hai mắt của y có ánh lửa đỏ thẳm nhảy múa tựa như có thể thiêu hủy cả chính tầng trời, khiến người khác vừa nhìn liền sinh ra lo sợ. Bên trong ánh mắt đó, từng ngôi sao đang chuyển động, sau đó thì nổ tung. Bỗng nhiên thân thể của y chuyển động, trong con ngươi bắn ra hai luồng ký hiệu màu đỏ thẫm, lèn kèn vang vọng, tựa như xích thần trực tự đang rung rẩy. Hây, ta đã nói rồi, sở thích thứ nhất của ta đó chính là thu gom tuyệt đại giai nhân ở trong thiên hạ này. Hiện tại mục tiêu đã xuất hiện rồi, tạm thời bỏ qua sở thích thứ hai này vậy. Mọi người đời ra, tên quỷ này thật là hung hăng mà, nói ra mấy lời như thế. Thạch hạo lạnh lùng đứng đối diện, khóe miệng hơi vểnh lên không thèm để ý. Chàng trai trong lửa thần chuyển động thân thể rồi nhìn về hư không, nói Nguyệt Thiên, đến rồi sao không hiện thân đi? Tại vì nàng mà không tiếc tất cả, nàng không ra gặp mặt một lần sau. Tay áo vung lên, Nguyệt Thiên thiên tử dáng trần, áo trắng như tuyết. Vẻ đẹp của nàng không gì tả nổi, rất nhiều người sau khi nhìn thấy thì đâm ra tự ti mặc cảm đặc biệt là rất nhiều người trẻ tuổi không khỏi ngẩng đầu quan sát nhìn tuyệt đại mỹ nhân được bao phủ bởi hào quang mông lung không nhiễm bụi trần kia trong lòng có kích động cũng có tiếng thở dài một cô gái như vậy khiến bọn họ cảm nhận được khoảng cách giữa hai người vô cùng xa xôi chỉ có thể dõi mắt nhìn theo chứ không thể kinh nhận nàng cao cao tại thượng xuất trần và thánh khiết thiên phú kinh thế là tuyệt đại tiên tử đầy cao quý của bổ thiên giáo há những người như bọn họ có thể chạm vào Bổ Thiên Giáo được xưng là đại giáo vô thượng vượt qua mấy vực, bất hủ từ xa xưa. Dù cho là những niên đại của chư thánh tranh bá hoặc thần nhân thức tỉnh cũng khó có thể lay động được. Hồ tiên tử tới rồi! Rất nhiều người ồ lên, nàng xuất hiện ở hoang vực không lâu trước đây, thế nhưng vang danh thiên hạ đã từ lâu. Những nơi đi qua thì mọi người đều vờn quanh. Nguyệt thiên tiên tử hạ xuống, bạch y pháp phới, mái tóc đen bay lượn, con mắt cực kỳ linh động, khuôn mặt mỹ lệ khiến người khác nghẹt thở, đứng đối diện với chàng trai trong lửa thần. Nguyệt Thiện, từ biệt mấy tháng thật sự là nhớ nhung, ta tới nơi đây cũng chính là vì nàng đó. Chàng trai bên trong lửa thần nhu hòa nói, thay đổi vẻ mặt ngang ngược như trước đây. Đây tựa như là một bậc quân vương yêu quý mỹ nhân, khiến người khác cảm giác rất đặc biệt, đang đứng sừng sững trong chiến trường thiên không. Người hay quá phận rồi đó, tiên tử há có thể bị ngươi khinh nhận vậy chứ, có vài người trẻ tuổi bất bình lớn tiếng quát tháo cầm miệng lửa thần dựng lên chàng trai ở bên trong bình thản nói sau đó ánh mắt quét tới ánh đỏ bay ra kèm theo là tiếng nổ vang rền Ồ, tránh mau có trưởng bối nhắc nhở con cháu của mình nhưng mà đã chậm rồi mấy người trẻ tuổi kia hoảng sợ khi nhìn thấy ánh đỏ bay tới một bên lấy ra bảo cụ một bên thì nhanh chóng tránh né lướt ngang ra ngoài phục một tiếng ánh đỏ chạm phải vài món bảo cụ kia thì tất cả pháp khí ấy đều hóa thành tro tàn, không gì không xuyên thủng. Sau đó bao phủ lấy mấy người bọn họ, khiến cho bọn họ ngay cả kêu thảm cũng chẳng được, liền hòa vào trong hào quang màu đỏ đó, cứ thế mà bị tiêu diệt. Cái gì đấy? Đây là thần thông mạnh mẽ cỡ nào chứ? Rất nhiều người kêu to, quá cường thế và bá đạo, lay động tâm thần của người khác, đồng thời từ trong xương cốt sinh ra một luồng hơi lạnh. Nhân vật thần bí này quá là ghê gớm, mấy người trẻ tuổi đó đều không yếu cũng tính là người tài ba trong đám bạn cùng trang lứa kết quả chỉ trong phút chốc liền hình thần điều diệt người đúng là ma tính bất diệt mà người không cảm thấy hơi quá rồi sao người thiền tiên tử trách mắng đứng trước người bọn họ chàng trai bên trong lửa thần nở nụ cười rất ôn hòa rồi nói nguyệt thiền à cái gì mà thần tính ma tính chứ thể hiện tính thật của mình đây mới là nguyên nhân căn bản của sự mạnh mẽ đó đạo pháp tự nhiên thế nhân đều biết nhưng ngươi lại quá cố chấp muốn trở thành ma quân sao trên gương mặt trắng bóng của nguyệt thiền tiên tử tràn ngập vẻ lạnh lùng nguyệt thiền nè hay là nàng bầu bạn với ta đi tụng chân kinh cho ta chém bay đi cái gọi là ma tính trong miệng của nàng được không vậy chàng trai trong lửa thần nói chuyện này khiến cho các cường giả đều kinh ngạc y là nhân vật cỡ nào chứ dám nói những chuyện như thế này với tuyệt đại tiên tử của bổ thiên giáo thực sự khiến người khác chấn động mà nếu như ngươi gia nhập giáo ta thì có người sẽ độ hóa cho ngươi. Nguyệt Thiền Tiên Tử bình tĩnh mở miệng nói, hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên gặp chàng trai này, biết rõ sự đáng sợ và độ khó chơi của y. Ta không thích bị ràng buộc, nếu muốn độ hóa ta thì cũng chỉ có nàng mới có thể mà thôi, từ người khác thì ta không cam tâm đâu. Chàng trai trong lửa thường khẽ nói, sau đó dần dần trở nên ngang tàn rồi nói, Nguyệt Thiền, nếu đạo bất đồng thì đừng trách ta ra tay, hãy tới bên cạnh ta đi không ai nghĩ tới một cuộc đại chiến lại đến đột ngột như vậy chiến trường thiên không lại lần nữa rung động chàng trai ở trong lửa thần cứ như là một vị quân vương bể nghĩa thiên hạ giơ tay sáu loại bảo thuật cùng xuất hiện cứ như là lục đạo luân hồi vậy xoay tròn ở bên trên chấn động nhân gian y vừa ra tay là dùng ngay thủ đoạn kinh thế như vậy tạo nên một luồng bảo táp mênh mông rất nhiều người bay ngược lại không tài nào chịu nổi uy thế đó nguyệt thiền thiên tử bạch y pháp phới chiếc quần bị gió mạnh thổi phần phật bay ngược về sau khiến cho thân hình thon gọn cùng những đường công uyển chuyển hiện rõ. Mà thời khắc này nàng khẽ quát, lấy ra một thanh kiếm thần, hào quang chiếu rội đất trời, điềm lành như là mây, mạnh mẽ bùng phát chiếu rội thiên ngoại. Thạch thảo đã từng thấy thanh kiếm thần này rồi, khi ở bên trong thần ma chiến vực của ma nữ, Nguyệt Thiền Tiên Tử dựa vào thanh kiếm này đã phá tan không gian ấy thoát vây ra ngoài. Hiện tại vừa mới bắt đầu thì nàng đã dùng ngay thanh kiếm này rồi, có thể thấy được vẻ cẩn thận tới cỡ nào. Thân kiếm làm từ ngọc thạch, phù văn nằm dày đặc, cứ như là một loại ánh bình minh sáng rực vậy. Hai người giao chiến cứ như là ma cùng tiên tử đang bay múa vậy. Cuộc tỉ thí này đột nhiên diễn ra, chiến đấu rất kịch liệt, lửa thần chập chờn thiêu đốt hư không. Chàng trai thần bí triển khai sáu loại bảo thuật hào quang rực rỡ. Trong truyền thuyết, nếu như nắm giữ sáu loại bảo thuật của thập hung thái cổ và đồng thời triển khai thì sẽ giống như là lục đạo luân hồi. Tình cảnh đó khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả được nhân vật mạnh mẽ như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể trở thành tro tàn, không thể ngăn cản dù chỉ một đòn của lục đạo luân hồi. Đáng tiếc, chung Quy vẫn là truyền thuyết thôi, chưa bao giờ thấy người nào triển khai như vậy cả. Bởi vì không cần nói nắm giữ một lần sáu loại bảo thuật của thập hung, cho dù là bốn năm loại cũng là thần thoại lắm rồi. Từ xưa tới nay, tuy có rất nhiều truyền thuyết, thế nhưng một số cái vẫn chưa được chứng thực. Chàng trai trong lửa thần vô cùng mạnh mẽ, y không nắm giữ sáu loại bảo thuật đó, thế nhưng thần thông mà y thi triển ra cũng rất là khủng bố. Dù vậy, cũng có 6 tiểu thế giới đang xoay tròn, khá là kinh khủng. Không nói cái khác, chỉ luận về những tiểu thế giới này cũng đủ khiến cho người khác sợ hãi rồi. Con đường như thế này cũng không phải ai nắm giữ bảo thuật là có thể triển khai được. 6 thuật hợp nhất, chỉ hơi một tí thôi sẽ là tan vỡ đe dọa tới bản thân. Mạnh mẽ như tôn giả cũng không dám làm bậy nữa. Thế nhưng y lại rất là thành thạo, phát huy ra nghĩa chí cường, ép nguyệt thiền tiên tử phải vận dụng thường kiếm trong cơ thể, sử dụng áo nghĩa phức tạp nhất của bộ thiên giáo giữa hai người hàng loạt ký hiệu xuất hiện tất cả đều là chữ viết xa xưa in dấu trong hư không từng nét từng nét một như là những ngôi sao lấp lánh đồng thời vang lên những tiếng pon pon hai người đã thoát ly khỏi chiến trường thiên không từ lâu rồi và đang chiến đấu ở trên bầu trời kia bởi vì sân thi đấu màu nâu xám đó không phải chuẩn bị cho bọn họ mọi người thấy như thế thì đều trợn tròn mắt há miệng đại chiến sông thạch vừa kết thúc thì giờ lại có người lên chiến tiếp rồi vượt khỏi sự dự đoán của mọi người. Đáng sợ nhất chính là sức chấn động kia, còn có phù văn mênh mông như là biển lớn kia nữa. So với cuộc đại chiến lúc trước thì cũng không kém cạnh là bao. Chỉ mới bắt đầu mà hai người họ đã xuất ra những thần thông như thế rồi. Nếu đánh thêm một lúc nữa thì sẽ đến mức nào đây? Chẳng kém đại chiến sông thạch gì cả nha. Lúc này có tôn giả đưa ra kết luận, tâm thần của mọi người đều bị cuộc chiến này hấp dẫn, nhìn chăm chăm về trước chàng trai thần bí kia quá mức dũng mãnh lại muốn tiên tử của bổ thiên giáo trở thành nữ nhân của mình nếu như truyền ra ngoài chắc chắn thiên hạ sẽ vô cùng kinh ngạc sao lại có một người gan to bằng trời như thế chứ y là người nào có lẽ lịch ra sao đám cường giả của hoang vực đều lộ ra vẻ kinh sợ tìm hiểu những tu sĩ vực ngoại để dò hỏi câu trả lời tiến vào hoang vực không chỉ là nhân mã của một hai đại giáo cho nên tự nhiên có thể tìm hiểu được thế nhưng vừa mới dò hỏi thì có người lắc đầu Nói rằng kẻ này chính là thiên thần thức tỉnh, không nên tìm hiểu làm cái gì. Lai lịch của y vô cùng thần bí, ngay cả người của vực ngoại cũng không hiểu rõ cho lắm, chỉ nhắc tới một chuyện có liên quan tới y, y có sở thích săn bắt người đẹp, từng cướp đi thánh nữ danh chấn thiên hạ của một đại giáo, tuy bị đuổi giết thế nhưng người này càng đánh càng hăng, cuộc khởi từ trong máu và lửa, tung hoành thiên hạ, tiêu dao trên đời. Mọi người nghe thấy như thế thì choáng váng, chuyện này cứ như là kẻ si nói mộng vậy một thánh nữ hoàng mỹ danh chấn thiên hạ của đại giáo mà cũng bị người này thành công bắt lấy, thế nhưng hiện giờ y vẫn sống khỏe mạnh như thường. Có người nói hắn chính là thiên thần niết bàn mà cũng có người nghĩ hắn là người chuyển thế có đạo quả vô thượng cho nên có thể ngạo thị nhân gian. Đây là một lời giải thích khá là thái quá, thế nhưng có rất nhiều người của vực ngoại lại tin tưởng. Trong lúc mọi người cùng nghị luận và ngờ vực thì Thạch Thảo rất là bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở trên chiến trường thiên không yên lặng chữa thương hết thể mọi việc như chẳng có quan hệ gì với nó cả hiện tại nó chỉ muốn phục hồi lại như cũ mà thôi nhưng mà tiệc vui lại chống tàn chiến trường đại chiến của hai người rất rộng lớn không lâu sau lại đánh giết trở lại suýt chút nữa đã cuốn nó vào bên trong chiến trường rồi vực sứ mở miệng nói chiến trường này không phải chuẩn bị cho các ngươi không được quyết đấu ở đây làm cho mọi người giật mình chính là hai người bọn họ chưa từng đình chiến xích thần trực tự nằm dày đặc kiếm khí thông thiên thậm chí bên trong ngọn lửa thần còn xen lẫn một môn đại thần thông hóa thành một cục lửa đánh thẳng về vực sứ mọi người ồ lên tên này điên rồi sao thật là ăn gan thần rồi vực sứ vẻ mặt âm trầm vùng ống tay áo lên thu lại chiến trường thiên không kia lại vực sứ không hề tức giận á có người kinh ngạc vật sứ chính là một tia ý chí của hư thần giới có thể nói là chấp pháp giả trưởng quản dùng tỉnh thổ này không thể vô cớ phát thần uy được những lời này vừa nói ra khiến người ta kinh ngạc, cảm thấy khá là quái lạ. Ô nè nè, sao ta lại thấy cái chàng trai ở trong lửa thần đó như là cố ý? Đây có thể xem là khiêu khích không vậy? Có người hoài nghi hỏi. Cũng trong lúc đó, cuối chân trời, mấy tên sinh linh thuần huyết tỏ ra nghiêm túc. Trong lòng bọn họ hồi hộp không thôi, cảm thấy sẽ có đại sự xảy ra. Bọn họ hiểu cái vị đại nhân này hơn phân nữa là muốn đâm thủng trời. Linh cảm thấy có một hồi bão táp vô cùng kinh khủng sắp sửa xảy ra rồi chuẩn bị lùi lại thôi lần này đại nhân muốn quậy phá long trời lỡ đất rồi mưu đồ việc lớn nào đó đó có một tinh sinh linh phán đoán thạch thạo ngồi xếp bằng ở trên một cái pháp khí ra sức chữa thương thỉnh thoảng đảo mắt khắp nơi nó chuẩn bị tìm một cơ hội để rời đi nhưng mà nó lại phát hiện ra có rất nhiều cặp mắt đang theo dõi nó mọi cử động đều được quan tâm hiển nhiên có một đám tôn giả đang nhìn chằm chằm nó hết thảy mọi chuyện này đều do bảo thuật gây họa ngoại trừ sách quý đồng thâu thì hơn phân nửa đã có người nhận ra được pháp môn cung bằng pháp môn này đủ để khiến cho đám người này điên cuồng chiếm đoạt rồi thạch hạo yên lặng suy nghĩ quan sát cẩn thận sau đó lại kiểm tra thương thế của chính mình thì không khỏi thở dài một khi xung đột thì chắc chắn sẽ lại một hồi quyết chiến đáng sợ nữa một án lửa văng ra một đám tu sĩ trống to không ngừng lăn lộn trong hư không bọn họ đã nhiễm phải ngọn lửa màu đỏ kia lúc này bảo cụ bị thiêu đốt rạn nước ra mà huyết nhục bản thân cũng nhanh chóng khô héo, xương gãy thành từng khúc. Đó chính là một phần vương xuống của ánh lửa nơi chàng trai thần bí đó. Thực sự là quá mạnh mẽ, chỉ cần vừa chạm thì tất cả đều bị phá hủy. Có một vài nhóm người gặp phải kiếp nạn này chết ngay tại chỗ. Thạch Hạo thất kinh, tên này chính là đang cố ý, cố ý làm nơi đây trở nên náo loạn. Quả nhiên một vị tôn giả đã bị kinh động bởi vì hai con cháu của hắn bị ngọn lửa ấy nuốt chửng khiến hắn tức giận không thôi. Ha, yeah nhân vật cỡ này ra tay tự nhiên sự nhiễu loạn càng lớn hơn bảo thuật vừa ra lập tức lan tỏa phạm vi cực lớn cuốn thật nhiều người vào trong đó đây cũng không phải là sân thi đấu không có cái rào trắng nào cả mà cũng chẳng có phù văn bảo vệ chỉ cần khai chiến thì đây trời chính là lưu quan và bảo thuật rất dễ tạo nên tai họa cuối cùng cũng có mấy vị tôn giả bị động tham gia vào hoặc là hữu tâm hoặc là vô ý bọn họ bắt đầu hành động thạch thạo trùng minh, phát hiện ra có người đang nhầm hướng nó mà lại gần muốn dựa vào việc này để đối phó nó đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì sắp loạn đến nơi rồi cũng trong lúc đó chàng trai khuấy lên ánh lửa một mảnh chân hỏa nhằm thẳng hướng này cũng đã ra tay với thạch thạo phạm vi nhiễu loạn được mở rộng hắn Thắng muốn làm, làm gì, gì vậy, vậy? thạch thạo ngạc nhiên hiện tại không thể suy nghĩ nhiều được nữa có người đục nước béo cò làm khó làm dễ nó bảo thuật khủng bố như là mây đen hạ xuống mênh mông vô biên bao bọc nơi này lại Thạch Hạo không xuất thủ thì không được, đứng ở trên pháp khí thân thể vẫn hơi lão đảo, dù sao thương thế cũng không hề nhẹ. Giờ tay liền xuất hiện ra một tấm khiên chặn ở trước người. Đây chính là thần thông Huyền Vũ, tay nó nắm lấy bảo ứng sóng biển phun trào, một con huyền quy rẽ nước mà đi, đẩy lên một cái màn sáng chặn lại hết thể phù văn đang công kích tới. Mấy vị đạo huynh, giờ không động thủ thì còn chờ đến lúc nào nữa chứ? Thừa dịp đại loạn mà lấy tính mạng của hắn thôi. Kim Chu mở miệng dùng mật ngữ truyền âm liên lạc với tôn giả của Thái Cổ Thần Sơn muốn đại khai sát giới. Kim Chu Huynh cũng đừng quên, ở đây cảnh giới của chúng ta bị áp chế xuống bằng hắn, nếu như giao thủ thì rất nguy hiểm đó. Có người nói, Hắn trọng thương sắp chết rồi, cả người xương gãy khắp nơi, ngươi và ta đều là tôn giả, nếu ngay cả một người trọng thương như thế này mà không giết được thì không bằng đập đầu tự tử, tử cho rồi. Sách quý Động thâu chính là truyền thừa bất thế mà pháp môn cung bằng cũng khiến cho các giáo điên cuồng cả hai thứ đều nằm trên cùng một người đủ để gọi là một cơn hạo kiếp tuy rằng mọi người không phải là trùng đồng cũng không chắc chắn thạch thảo nắm giữ pháp môn cung bằng thế nhưng một khi đã hoài nghi thì làm như vậy cũng rất đáng bên trên vùng trời này chàng trai trong lửa thượng không ngừng dấy lên cơn đại loạn thạch thảo biết rõ rất nhiều người đều chủ động tham gia muốn thừa dịp loạn lạc này mà ra tay rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ đang tới gần xuất hiện xung quanh của hắn Rốt cuộc cũng có tôn giả ra tay, không biết hắn là ai ẩn nấp ở trong hư không, phát động ra một đoàn cực kỳ đáng sợ. Nơi này trở nên sôi trào, thạch thảo thở dài, nó bị ép phải tham gia vào cuộc huyết chiến này. Việc tới nước này rồi không còn cách nào để trốn tránh được, lúc này điều chỉnh lại thân thể, tinh quang trong con người bắn ra thật mạnh. Trong lão, chuẩn bị động thủ thôi, tìm cơ hội giết chết tên nhóc này, không thể để cho nó sống tiếp được. Tích hoa bà bà nói nhỏ, ánh mắt rất lạnh lẽo. Còn tiểu thư ở nơi đó thì trong con ngươi của trung lão lóe lên ký hiệu màu vàng tiểu thư tạm thời sẽ không có vấn đề gì đâu vẫn dũng nguyện đủ mạnh Nếu có cần phải một đòn giết chết hơn nữa phải lấy cho bằng được cái ấn ký bản nguyên của đó nếu như có pháp môn cùng bằng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới số mệnh ngàn đời của giáo ta tích hoa bà bà dặn dò nơi đây sôi sùng sục thế nhưng những người ra tay đều là đám tung giả cáo già không ai dễ dàng đi mạo hiểm tất cả đều thừa dịp loạn mà ra tay ngươi một đòn ta một đòn nói liền trước sau với nhau tạo thành uy hiếp vô cùng đáng sợ cho thạch thạo bọn họ cũng không có suốt đầu lộ diện muốn thừa dịp này mà giết chết thạch thạo không một ai chịu làm chim đầu đàn cả ai cũng muốn tránh xa nguy hiểm bởi vì sợ thạch thạo sẽ phát điên khi sắp chết sẽ kéo theo một số người chết chung hỗn chiến như thế khiến thạch thạo rất khó chịu không tìm được kẻ địch thực sự nó hừ lạnh một tiếng phù văn trong mắt lóe sáng đang dệt thành hai chùm sáng nhìn xuyên qua toàn bộ chiến trường sau một khắc thân hình của thạch thạo chuyển động ánh lửa ngập trời cứ như là một con chu tước hình người xẹt ngang bầu trời, nó tập trung vào Kim Chu đang ở xa nhất rồi mạnh mẽ xuất thủ. Nếu đã không tìm được kẻ địch chân chính, không bằng chủ động tìm kẻ chủ mưu, trước tiên giết một người, răng trăm người. Ở trong lòng nó, Hồ Mai Linh còn có bổ thiên giáo đều là nằm trong danh sách đen cả. Khi nó quyết chiến với Thạch Nghị, nhân mã hai giáo này đã âm thầm dở trò với nó, khiến cho nó động sát cơ đã từ lâu, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hả? Không rồi! Kim Chu biến sắc, vừa nãy hắn cũng từng ra tay, thế nhưng một đòn liền lùi lại thật xa rồi, đặt mình nằm ngoài chiến trường, hiện tại thấy như thế hắn có linh cảm không ổn. Việc đã tới nước này rồi, Kim Chu Tôn Giả cũng không thèm để ý mặt mũi nữa, xoay người rời đi, muốn rời khỏi cái nơi hỗn loạn này. Quần hùng ồ lên, đây đường đường là một vị tôn giả, không ngờ lại kiên kỵ một thiếu niên như vậy, tránh né không chiến, khiến rất nhiều người chấn động ở trong lòng. Đến giờ thì mọi người mới bừng tỉnh, thạch hạo cuộc khởi cứ như là mặt trời ban trưa, ở cảnh giới này nói chân chính có phong thái vô địch, ngay cả tôn giả cũng phải e dè. Đây là uy thế cỡ nào chứ, không nói chuyện khác, chỉ riêng việc Kim Chu tránh lui, không đánh mà chạy. Tin tức này mà truyền ra ngoài cũng đủ chấn động cả hoang vực rồi. Chạy đi đâu? Thạch thảo hét lớn, thân hình cứ như là tia chớp màu đỏ thẫm, bốn kích chu tước thái cổ triển khai. Chỉ có một đòn liền khiến cho bầu trời bạo động, phu văn màu đỏ thẫm lít nhít một con chu tước ngạo thị trời cao, cánh chim xinh đẹp, ánh đỏ như là dung nham mãnh liệt trào dâng Kim Chi thở dài, nhắm mắt nghênh chiến. Hắn biết được vị đạo huynh kia sẽ không giúp đỡ, đôi bên chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, ai cũng hy vọng người kia xuất thủ trước, sau đó bản thân đục nước béo cò mà thôi. Kim Chu há miệng chính là một phần thần hà trắng xóa, vụt ngang trời ngăn cản lại cái thần thước màu đỏ kia, tỏa ra một gợn sóng vô cùng mạnh mẽ. Ánh đỏ lóe lên, lửa chu tước hạ xuống cứ như là một dòng sông lửa khiến nơi đây trở nên ngập tràn ánh lửa hiển nhiên đây cũng không phải là dòng sông thực sự mà là tơ nhện ông ánh trong suốt dẻo dai cực kỳ rất khó phá hủy thế nhưng lửa chu tước lại là khắc tinh của nó ánh mắt của kim chu trở nên u ám lúc này không ngừng há miệng phun ra tơ nhện cứ như là những dòng sông tuôn thẳng ra ngoài lần này tơ nhện mà hắn phun ra hoàn toàn khác trước không còn trắng xóa ống ánh mà nhiễm phải sương máu đỏ đậm như tơ máu hóa thành sương mù Kim Chu vốn không có độc, được xưng là Thánh Chu, thế nhưng nếu diễn biến hết sức thì vô cùng cực đoan. Sương máu tràn ngập, hóa thành những phụ văn kỳ lạ, không ngừng dây dưa trong hư không, bao phủ về phía thạch thạo, hồng nhốt lại pháp tướng chu tước của nó. Đây chính là thủ đoạn tế luyện máu Kim Chu của Kim Chu. Dung hợp với sương mù độc thi thượng cổ, như vậy có thể chém giết tôn giả, vô cùng tàn nhẫn, giết người trong vô hình. Thạch thạo thất kinh, đến cảnh giới này thì độc cũng không có tác dụng gì nữa, không ngờ một khi thi triển lại kinh người đến như vậy. Vì vậy nó rất cẩn thận, lấy ra một pháp khí thử đánh về phía trước. Kết quả thì khi chạm vào tư nhện màu máu thì liền mục nát ra. Độc tố mạnh thật, được do phù văn hóa thành, có thể hủy đi bảo cụ, tự nhiên có thể chém giết thân thể của tu sĩ rồi. Thạch thạo né qua sương máu, khống chế lửa thần, bốn kích của chu tước thái cổ một khi triển khai tự nhiên sẽ có ánh lửa dân trào, nó muốn đốt trụi đám sương mù này. Nhưng mà lửa cũng không có mấy hiệu quả với cái đám sương mù này, Tuy rằng tơ nhện xương máu đang bị thiêu đốt, thế nhưng thời gian lâu sau cũng chưa chắc có thể dọn dẹp sạch sẽ được. Kim Chu hét dài, khống chế tơ nhện màu máu có thi độc, muốn nhốt lại Chu Tước. Cùng lúc đó nó hiện ra bản thể, tám cái chân nhện kéo căng ra, cứ như là tám thanh chiến mâu màu vàng vậy, nhanh chóng đâm tới. Thạch Thạo dùng tay phải chém mạnh tới, hóa thành cánh Chu Tước màu đỏ thẫm kèm theo ánh lửa. Khen một tiếng, hai phù văn màu vàng va chạm vào nhau, Kim Chu tôn giả vẻ mặt đột biến, nhanh chóng rút lui, chỉ một đòn này thôi mà khiến cho cái chân nhện của nó đau nhất rồi tuy chưa có chém trúng thực sự thế nhưng cũng khiến cho nó hoảng sợ rồi thạch thạo lao tới đánh tan một đám sương máu cả người được ánh đỏ bao phủ xông thẳng tới kim chu triển khai công kích bén nhọn nhất rốt cuộc hai người lại gặp nhau mạnh mẽ chống đỡ một đòn kim chu rung lên bần bật một chân nhện xuất hiện với rách gần như nổ tung điều này khiến cho mí mắt của người xem chiến giật giật chỉ mới vừa khai chiến thôi mà kim chu đã ăn phải thiệt thòi lớn như vậy rồi bị thân thể mạnh mẽ của thạch thạo nghiền ép thì suýt chút nữa đã mất đi một chân bọn họ biến hóa phương vị sau mấy chục đòn kim chu khóe miệng lộ ra vệt máu lần thứ hai suýt chút nữa bị thạch thạo một trưởng đánh nứt rồi thời khắc này mọi người thực sự là hiểu ra thạch thạo và thạch nghị đáng sợ đến mức nào ở tình cảnh cung cấp chém giết tôn giả cơ bản chẳng có vấn đề gì Kim Chu há miệng phun ra một món bảo cụ, hóa thành một tấm khiên màu vàng ngăn lại sự công kích của đối phương. Thân thể thạch hạo bị thương không tiện cho việc kéo dài đại chiến. Nó hy vọng tốc chiến tốc thắng, khống chế bốn kích trụ tước thái cổ, hóa thành một con thần tước hình người, bùng phát ra ánh lửa. Rằng rắc một tiếng, mấy chiều qua đi, tấm khiên màu vàng vỡ vụng, Kim Chu bay ngược ra sau, nó hút vào một ngụm khí lạnh tôi thảo bị thương thế nhưng vẫn dũng mạnh như trước nếu ở trạng thái đỉnh cao thì đáng sợ đến cỡ nào đây đây là suy nghĩ của một tôn giả bọn họ tin rằng qua ngày hôm nay chỉ cần cho Thạch thảo thời gian thì tiền đồ của nó không thể đo lường được Hoang vực sau này không một ai có thể ngăn cản được bước tiến của nó. Giết! Thạch thạo khẽ quát, không muốn trì hoãn thêm thời gian nữa, phát động công kích mạnh nhất, phá hủy đi cái lớp phòng ngự của Kim Chu, rốt cuộc cũng tới gần nó, Kim Chu biến sắc, nhanh chóng rút lui, thế nhưng trước sau khó lòng mà thoát khỏi thạch thạo, bị ép phải chống đỡ trực diện, một chân nhện bị đứt rời khỏi thân thể, nó hét thảm một tiếng. Mọi người biến sắc, Kim Chu tôn giả đại bại rồi. Nhưng mà khi thạch thạo phát động công kích càng ác liệt hơn, thì giữa trường Kim Quang lấp lóe xuất hiện một đám Kim Quang không ngừng phóng tơ nhện ra bên ngoài. Hồ, bác trận! Có tôn giả kinh ngạc nói, tám chùm ánh sáng này rất chói mắt, đưa thạch thạo ở trung tâm, ánh mắt của nhện lớn màu vàng đầy lạnh lẽo không ngừng phun ra máu một cái mạng nhện màu vàng hình thành cứ như là sao sáng vô cùng rực rỡ lấp lánh hào quang đồng thời tám chùm sáng này hóa thành tám ký hiệu từng cái nằm ở một phương trên cái mạng nhện bác chu trận hay là bác quái kim chu trận chính là hung trận tiếng tâm lừng lẫy của hồ ma linh nhất mạch từng vây giết mấy vị thượng linh thời thượng cổ có hào quang rực rỡ đây hiển nhiên không phải là đại trận nguyên thủy kia thế nhưng lại có cổ trận của trận hùng một khi bậy ra thì gió mạnh vù vù, Thân uy cuồn cuộn. Xoẹt một tiếng, ngoại trừ mạng nhện phát sáng phong tỏa thiên địa này ra, thì tám ký hiệu ở bên trong không ngừng bay ra cái lông nhện màu vàng, cứ như là kim châm đang dệt lại với nhau, nằm dày đặc trong hư không. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, trước kia đại chiến với Thạch Nghị chính là bị thứ này tập kích, nếu không phải chí tôn cốt thức tỉnh, thần lực tràn ngập toàn thân thì khó mà nói được rồi. Không còn thời gian để trì hoãn nữa rồi, nên chém giết nó thôi, Thạch Thảo lẩm bẩm, bởi vì thương thế của nó còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của mọi người liên tục khống chế pháp môn chu tước đầy bá đạo chính là một gánh nặng cho bản thân của nó. Lúc này máu tươi tràn ra nơi khóe miệng. Xoẹt một tiếng, Thạch Thảo chủ động vào trận, đạo hỏa và lửa chu tước cùng bắn ra như muốn đốt cháy hết đại trận vàng ống này. Nhện lớn màu vàng cười gằn phát động ra công kích mạnh nhất, tám ký hiệu lấp lánh không ngừng xây dựng nên sức thần trật tự bên trong đại trận hồng tiêu diệt Thạch Thảo. Người trẻ tuổi vẫn là còn quá non, vô cùng nóng nảy, chịu không nổi kích động. Nó khẽ nói, nếu đối phương không kích động như vậy thì nó không hề có chút phần thắng nào. Nhưng mà sau một khắc vẻ mặt của nó chợt cứng lại, xung quanh thạch hạo hiện lên 10 tòa động thiên, sau đó dựng lên thần quang vô tận đang dệt thành hoa văn cổ xưa. Hả? Không đúng! Kim Chu giật mình, nó phát hiện ra mình không thể nào khống chế được, toàn bộ động thiên của nó không ngừng hiện ra, cộng hưởng theo đối phương sau một khắc động thiên của nó bị đốt cháy bạo động theo từng sợi thần lực bốc lên rồi tuôn tới động thiên của thạch thạo chuyện gì đang xảy ra vậy nè không chỉ có kim chu ngơ ngác mà ngay cả những tu sĩ xem chiến cũng kinh sợ những động thiên của kim chu tôn giả nổ vang cháy hừng hực thần diễm bốc lên hả là tê sống có người kêu to thần sắc biến ảo kim chu kêu thảm thiết nó phát hiện ra động thiên của mình đang ngưng tụ cùng nhau không thể nào chuyển động được giống như là tế phẩm bị hiến tế vậy trước kia ở dưới liễu thần thạch thảo đã ngộ đạo được diễn biến thập đại động thiên từng thăm dò ra được con đường này lúc đó khiến cho trời nổi giận tội lỗi quá nặng nên chưa từng vận dụng thế nhưng nó vẫn không buông bỏ khi rảnh rỗi cũng từng suy diễn cẩn thận tìm hiểu qua và đã tìm ra được một phương pháp vô cùng đáng sợ hiện tại không ẩn giấu nữa đột nhiên sử dụng yeah, yeah. kim chu kêu lên đầy thảm thiết động thiên của nó sụp đổ bản thân thì bị ánh lửa thiêu đốt thần lực không ngừng bốc hơi tiến vào trong động thiên của thạch thạo làm khí lạnh lượng lờ thần quang rực rỡ cảnh tượng này khiến cho người ta kinh sợ ngay cả tôn giả khác cũng thấy toàn thân lạnh buốt nè 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 sao ta cảm thấy giống như là bộ ma thủ thời thượng cổ gì không biết nữa cướp lấy tinh hoa thần tính của người khác đó, biến chúng để cho bản thân sử dụng để không ngừng lớn mạnh hơn có người nói nhỏ lời này vừa ra khiến cho người khác hãi hùng khiếp vía Bộ ma thủ ở thượng cổ đã tạo nên những việc giết chóc khiến cho chư thánh phải liên thủ, khắp thiên hạ truy giết thì mới có thể giết chết được. Yeah, yeah. Mặc cho Kim Chu không ngừng gào thét cũng vô dụng, tế sống đến quá đột ngột, hai người họ đều ở trong mạng nhện bát quái, đều bị tơ nhện quấn lấy nhau. Đây là điều kiện thích hợp nhất để hiến tế. Kim Chu và động thiên của chính mình gắn kết thành một thể, đồng thời bốc hơi, hóa thành từng sợi hào quang đi vào trong thập đại động thiên của thạch hạo cuối cùng nó càng ngày càng suy yếu kể cả trận pháp vàng ống cũng hóa thành ro tàn tiêu tán ở giữa không trung đến cuối cùng một tia chân linh muốn chạy trốn thì thạch thạo xoay cổ tay một cái trong tay xuất hiện trấn hồn tháp âm một tiếng ép thật mạnh xuống tiêu diệt gọn gàng kim chu tôn giả đã chết mọi người như hóa đá thạch thạo ngồi xếp bằng trên pháp khí toàn thân phát sáng thập đại động thiên vần quanh nó không ngừng buông xuống từng luồng tơ nhỏ đó chính là tinh hoa thần tính tẩm bổ cho cơ thể của nó Khu vực này rất hỗn loạn, rất nhiều người bị ép phải gia nhập vào cuộc chiến, nhưng lúc này lại trở nên yên lặng. Vốn Thạch Thảo đang bị thương, ngay cả bước đi cũng lão đảo, thế mà một khi khai chiến vẫn mạnh mẽ và hung tàn như trước. Đây chính là một con nhện màu vàng lớn, vậy mà lại bị tế sống rồi. Mà khiến cho mọi người kinh hãi nhất là, tự hồ Thạch Thảo đã đạt được một điều tốt cực lớn. Những tinh hoa thần tính kia cứ như là sóng nước thoải mái tiến vào trong cơ thể của nó, làm cho toàn thân của nó tỏa ra bảo huy, một trận chiến thạch thạo chứng tỏ thực lực đỉnh cao của mình thực sự là vô địch thiên hạ ư khắp các giáo đều bồn chồn mà những người khi nãy âm thầm ra tay thì càng lo sợ bất an hơn thiếu niên này quá lợi hại tương lai ai có thể ngăn được đây thập đại động thiên chảy xuôi khí lành toàn bộ rót lên trên cơ thể của thạch thạo bổ sung những hao tổn cho nó thường thế trong cơ thể từ từ bình phục cả người ống ánh trong suốt thần huy trong veo thời gian không lâu sau thạch thạo đứng lên rồi há miệng phun ra một ngụm máu bầm dáng vẻ như bị thương rất nặng thế nhưng ở trạng thái như vậy vừa nãy hắn vẫn có thể tế sống một vị tôn giả đây là đang giễu cợt mọi người ư hay là thương thế quá nặng một đám người sắc mặt khó coi ở trạng thái đỉnh cao bọn họ không cách nào chạm trán được thì bỏ qua nó thế nhưng hiện tại nó ngay cả đứng cũng không đứng vững được thì bọn họ cũng không đối phó được như thế thì còn mặt mũi gì nữa đây tích hoa bà bà sắc mặt âm trầm rồi nói nhỏ trong lão nào ông có nắm chắc không vậy thật sự là ta cũng chẳng muốn gặp cái tên thiếu niên này làm gì cả không phải là người trong giáo thì sớm muộn gì cũng thành quả lớn thôi. Một thiếu niên như thế rồi, thiên tư siêu tuyệt nhưng lại chẳng hề để ý tới bổ thiên giáo. Không phải là người trong đồng đạo khiến cho bà ta sinh ra sát ý trong lòng. Nếu như chỉ là một thiếu niên bình thường thì chẳng sao. Nhưng càng hiểu, càng quan sát thì bà ta càng kinh ngạc. Loại nhân kiệt ngút trời như thế này trong tương lai nhất định sẽ chiếu sáng thế gian. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của đại giáo vô thượng. Thạch Hạo đứng trên pháp khí, lau sạch vết máu nơi khóe miệng. Đây cũng không phải là giả bộ hay là lừa gạt kẻ khác, mà thương thế của nó thực sự rất nghiêm trọng. Chiến một trận với Thạch Nghị, nội thương và ngoại thương đủ khiến cho nó tàn phế rồi. Trung Đông Giả quả thực là rất đáng sợ. Trận chiến đó dù thân thể Thạch Hạo có mạnh mẽ đi chăng nữa, thì cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Ngoại trừ trọng thương do địch thủ tạo thành, thì nó vẫn có một vết thương vô cùng đặc biệt, nơi ngực xuất hiện một cái lỗ lớn gần như bị xé rách ra mà mấy khúc xương ngực cũng bị bẻ gãy, chỉ tùng cốt bị kích thích mà thức tỉnh vừa chém giết địch thủ mà lại vừa gây tổn thương cho bản thân chân cốt hiện tại vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nên không bị khống chế tạo thành hậu quả vô cùng đáng sợ thạch thạo nhíu mày muốn trở về thế giới hiện thực thì phải tới những vị trí nhất định để thoát khỏi mảnh thế giới tinh thần này mà hiện tại muốn xông qua biển người này thì không dễ có thể nhận biết được từng cặp mắt bất thiện đang rơi trên người nó trong đó không chỉ có một vị tôn giả muốn rời đi nơi này chắc chắn không thể tránh khỏi những cuộc huyết chiến rồi Duy nhất để cho nó vui mừng chính là sau khi chém giết được Kim Chu đã thu được một lượng lớn thần năng và tốc việc khôi phục thương thế. Nếu không có thủ đoạn quá mức nghịch thiên của trùng đồng thì tinh khí thần của nó hẳn vô cùng dồi dào mới đúng rồi. Muốn hồi phục lại như cũ chỉ dựa vào bảo dược huyết nhục thì còn chưa đủ mà còn cần phải có thời gian. Lấy sức mạnh bản nguyên của chính mình chậm rãi tẩm bổ cho thân thể, như vậy mới có thể trở lại trạng thái đỉnh cao được. Trên bầu trời vẫn còn đang đại chiến, Nguyệt Thiên Tiên Tử và chàng trai trong lửa thần đã tạo nên lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Đột phá cực hạn sức mạnh cho phép ở nơi này đến mấy lần quấy nhiễu pháp tắc thiên địa của vực này. Sắc mặt của vực sứ biến đổi, việc này sẽ ảnh hưởng tới hư thần giới, dễ dàng khiến cho các loại trực tự bị hỗn loạn. Trước đó bởi vì sông thạch giao chiến, lực phá hoại kinh người, quấy nhiễu nghiêm trọng tới quy tắc trực tự của một vực này cho nên hắn mới giáng lâm, gia hạn một tháng sau đến chiến trường thiên không quyết đấu, Lúc này vượt xứ rất muốn kêu dừng lại, thế nhưng lại kìm nén. Vì có thể đợi thêm một chút nữa thì hai người này sẽ phân ra thắng bại rồi. Đồng thời hắn cũng có chút hoảng sợ, sông thạch đã đủ kinh người rồi, giờ lại xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi nữa, thật là đương đại đầy kinh diễm, giống như trở lại thời huy hoàng nhất của thượng cổ vậy. Thạch Thảo đạp ở trên bảo kính toan nghi, chậm rãi di chuyển, một bên thì cẩn thận đề phòng, một bên thì muốn rời khỏi nơi này. Xoẹt một tiếng, trong đám người này có một luồng ánh sáng xanh lục bay tới cứ như là đại ứng ép mạnh xuống mang theo sương mù mờ mịt tản ra gần sống mạnh mẽ thạch thạo vung tay một cái ánh sáng xanh lục kia ầm ầm nổ tung hiện ra chín chữ cổ lấp lánh cứ như là tia chớp quấn lấy nhau hình thành một nhà lao. đáng tiếc nơi đây quá nhiều người nên không tài nào xác định được người nào đã đánh ra bảo thuật này nhưng chắc chắn là một vị tôn giả vì thủ đoạn như thế này chắc chắn một người bình thường không thể nào làm được thạch thạo mở bàn tay ra trong lòng bàn tay lần lượt xuất hiện từng khối ngôi sao giống như là vũ trụ tinh không vậy hồ quan điện đang xen lẫn nhau sáng chói kinh người nó xoay cổ tay tiểu thế giới trong lòng bàn tay đó bao trùm nhà lao chính chữ kia lại hai thứ va chạm vào nhau âm một tiếng sấm vàng chấp giật hư không rung rẩy những ngôi sao đó đều là xét hình cầu nhanh chóng hủy diệt đi cái nhà lao và chính chữ cổ kia đồng thời cướp lấy một tia đạo ứng hồng tìm ra người đang âm thầm ra tay kia là ai còn muốn ra tay nữa sao Đường đường chính chính đánh một trận nào Tài chấp ngươi một tay Thạch hạo lạnh giọng nói Trong bàn tay của nó lấp lánh một dấu ấn màu xanh lục Mọi người giật mình Thủ đoạn như thế này rất phi phạm Thiếu niên này quả nhiên có uy thế vô địch Có thể tự trong bảo thuật rút ra một dấu ấn Để tìm người thi pháp Điều này khiến cho mọi người căng thẳng Sau này ra tay cần phải cẩn thận Không để sơ ý được Thạch Thảo vẫn chưa tìm ra được địch thủ, nó muốn nhanh chóng rời đi, thế nhưng con đường này nhất định sẽ gặp nhiều hung hiểm, vừa mới hơi động thì liền có bảo cụ xuất hiện trấn áp nó lại rồi đây là một tấm da thú bên trên có sáu chữ cổ màu vàng bùm bùm vang vọng tỏa ra hào quang rực rỡ đến chối cả mắt bản thân da thú rất là lờ mờ thế nhưng sáu chữ cổ trên bề mặt lại vô cùng ống ánh cứ như là sáu mặt trời nhỏ đang tỏa ra ánh sáng đồng thời phát ra tiếng kiếm ngân Hả? À, là kiếm yêu của thánh nhân có người kinh ngạc thốt lên không ít người biến sắc khối gia thú này cực kỳ quý giá, được thánh nhân khắc lên kiếm ý và lưu lại từ thượng cổ, có thể xưng là bảo vật, cũng có thể gọi là đại sát khí cấm kỵ. Trong tình huống bình thường mà nói, vật này là để cho hậu nhân tìm hiểu, thể hội ra kiếm ý bao la kia, rèn luyện bản thân, thể ngộ đạo pháp của thánh nhân. Đồng thời nó cũng có thể coi là bảo cụ dùng để đối địch, giống như kiếm ý của thánh nhân tái hiện, càng quét đối phương, được cho là một loại bảo cụ cấm kỵ dùng để tuyệt sát nhưng mà nếu dùng thứ này để làm vũ khí tính chất công kích thì kiếm ý được lưu lại bên trên sẽ bị tiêu hao rất là lớn tiêu hao vô cùng nhiều nếu so với việc tìm hiểu kiếm ý đó không ai nghĩ tới lại có người vận dụng kiếm ý của thánh nhân lấy ra một tấm da thú cổ như vậy tuyệt đối là một thủ đoạn mạnh mẽ đây không phải là pháp khí bình thường mà đây bằng với một đòn của thánh nhân thượng cổ rồi nếu là ngày thường thạch hào cũng chẳng sợ bởi vì đây là hư thần giới ở đây nó có tư thế vô địch nhưng giờ thương thế rất là nặng thì lại khác lúc thánh nhân thượng cổ tranh bá thì xuất hiện một ít người vô cùng kỳ diễm dời non lấp biển ngắt răng hái sao là đại năng hiếm thấy xưa nay không thiếu người đột phá cực cảnh ký hiệu trên da thú đang phát sáng sáu chữ ấy như là thần chú vậy kèm theo đó là tiếng tụng kinh bổ ra một luồng ánh kiếm lóa mắt đám người tê dại da đầu thông qua cái đòn đầu tiên này thì cũng có thể hiểu được đây là một đại năng thượng cổ vô cùng ghê gớm dám lưu lại kiếm ý cho hậu thế thì ác hẳn có điểm độc đáo một kiếm ngang trời thiên địa biến sắc nhật nguyệt ảm đạm kèm theo đó là những tiếng gào thét của thượng ma thà thạo giơ tay lên ngọn lửa đỏ đậm bốc lên bốn kích chu tước thượng cổ nhanh chóng chém ra va và vào ánh kiếm kia âm một tiếng toàn bộ hư không đều trung chảy đây chính là đang vượt qua thời không mà quyết đấu với thánh nhân có điều là bị hạn chế ở cùng cấp nhưng vẫn thể hiện được vẻ kinh tài tuyệt diễm của vị đại năng thượng cổ kia Tuyệt không phải hạ người vô danh nga có người nghiêm túc nói bởi vì sau đòn đánh này thân thể thạch thạo chấn động một vài vết thương cũ lại chảy máu đặc biệt là nơi khóe miệng xuất hiện vết đỏ sẫm nhìn mà giật cả mình thân thể của hắn có thương tích có thể làm đến một bước như vậy cũng coi như không đơn giản rồi ha cái người đang ổn nắp kia muốn hắn phải chịu thương tích từ từ dày dò hắn cho tới chết đây nè có người nói nhỏ không ít người đều gật gù hiển nhiên không chỉ có một người ra tay mà sẽ có một vài tôn giả lần lượt xuất thủ một người một đòn cũng đủ dày vò thạch thảo vốn đã trọng thương kia tới chết rồi. Tấm gia thú này vô cùng bức phàm, kiếm ý được ghi lại trên đó vô cùng thâm ảo. Trên vòng trời, ngay cả Nguyệt Thiền Tiên Tử đang đại chiến cũng tự vấn lòng mình, trong cặp mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyệt Thiền, nàng cầm trong tay chính là kiếm ý, chắc lại rất coi trọng cái loại kiếm ý này hả? Chàng trai ở trong lửa thần nói, trong mắt y cũng lộ ra vẻ tinh quang, có một cảm giác tấm gia thú này không đơn giản. Trên thực tế, từ lâu Thạch Hạo đã nhau mắt lại rồi, sau đó nhanh chóng chụp về phía cái tấm da thú kia. Người đang âm thầm ra tay cũng không muốn thu lại nhanh như vậy, tấm da thú đó phát sáng, sáu chữ cổ màu vàng thỏa ra thường mang, sau đó ngưng tụ lại cùng một chỗ rồi hóa thành một mảnh ký hiệu. Lần bay ra này không phải là ánh kiếm mà là một mảnh ký hiệu, phản phức như hàng ngàn hàng vạn đạo binh cùng cộng hưởng nhấn chìm Thạch Hạo nơi đó, bao phủ lấy cơ thể nó rồi mang nó bay về phía da thú. Thật là khủng khiếp nha Kiếm ý của thánh nhân này quá lợi hại mà Đến tục cùng đã làm cách nào được lưu lại trên cái gia thú này vậy Còn có cái loại thần thông đang hiện ra này nữa nào Mọi người khiếp sợ Tấm gia thú này không chỉ lưu lại kiếm ý Mà cũng là một bảo cụ chí cường Vào lúc này phù văn dày đặt bao phủ lấy thạch thạo Như muốn giam cầm nhốt nó vào trong gia thú Người âm thầm ra tay kia mưu đồ không nhỏ Không tiếc vận dụng pháp khí bực này để trấn áp thạch thạo Nhằm một mình nuốt trọn pháp môn công bằng và sách quý đồng thâu. Nếu như Thạch Hạo lúc ở trạng thái đỉnh cao thì tự nhiên khó có thể nhốt nó lại, thế nhưng giờ nó đã trọng thương. Dựa vào kiếm ý thượng cổ và bảo cụ gia thú đầy mạnh mẽ này, hy vọng đắc thủ của đối phương rất là lớn. Thạch Hạo bị nhốt tiến tới gần gia thú, thân thể của nó thu nhỏ lại sắp sửa đi vào trong gia thú. Hả? Bên trong gia thú có một tiểu thế giới? Vào lúc nguy hiểm nhất, linh giác của Thạch Hạo đã phát hiện ra được chân tướng này. Quả nhiên không bình thường, chẳng trách gần như có thể bắt được nó tấm gia thú này có điều kỳ quái nào đó thạch thạo mở ra thập đại động thiên tỏa ra một luồng sức mạnh cuồng bạo nó phát hiện ra có một loại kiếm ý vô cùng hùng vĩ đang chém tới vô cùng kinh khủng đây không yếu hơn việc chống đỡ một đòn của thạch nghị vì đại năng thượng cổ chưa từng gặp này khi còn trẻ tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm đến thạch Thảo quá khẽ nó giam cầm hư không chặn lại kiếm ý này còn bản thân thì ho ra một ngụm máu lớn thân thể hiện giờ rất suy yếu nên không thể địch lại được cũng trong lúc đó, ở giữa tấm da thú phát sáng, tiểu thế giới ở bên trong mở ra hồng hút nó vào trong cho bạn được. Loán thoáng, nó nhìn thấy bên trong tiểu thế giới kia có vài chữ vô cùng rực rỡ, nhưng chỉ kịp thấy hai chữ đó là lục đạo. Cái gì? Thạch hào hoảng sợ, vẻ mặt biến đổi, nó cảm thấy tấm da thú này rất kinh khủng, khả năng rất kinh người. Trong nháy mắt nó vận dụng toàn lực, thập đại động thiên giam cầm tất cả đồng thời vận chuyển pháp môn cung bằng. Âm một tiếng, đánh văng sức hút kia ra. Thạch Thạo liền ho ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc cũng đã đánh tan được kiếm ý, trấn phong gia thú khiến nó lờ mờ tối tâm, từ từ hạ xuống. Nó liền vươn tay thu lấy rồi cất đi. Hả? Tấm gia thú này có duyên với ta? Trên vòng trời, chàng trai thần bí đang giao chiến với Nguyệt Thiền Tiên Tử câu mày, trong lòng có chút không vui, điều này khiến cho hắn khó hiểu, cảm thấy kỳ quái. Giống như thế, người bị cướp mất tấm gia thú này và một vài vị tán tu khác, hắn chính là một tôn giả đầy mạnh mẽ, gia thú thuộc về hắn nhưng khi ở trong tay hắn lại chưa từng tỏa ra gợn sóng khủng bố khi nãy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì hắn cảm thấy bên trong cái tấm gia thú này còn có huyền bí khác nữa thế nhưng giờ đã bị thạch thạo lấy mất rồi chớ vậy hắn đã bị trọng thương nặng như vậy rồi giờ còn không ra tay nữa thì chờ tới khi nào nữa có người hô lớn mấy chùm sáng bay tới tất cả đều là tôn giả bọn họ cũng không tiện xông lên thế nhưng âm thầm làm khó dễ đây là muốn hành hạ thạch thạo từ từ đến chết mà Bọn họ đều là hạng người cáo già, không người nào nguyện ý mạo hiểm, đều hy vọng có thể thông qua thủ đoạn ổn thỏa nhất để giải quyết Thạch thạo. Vù một tiếng, đột nhiên Thạch Thảo cảm giác hai tay ù vang, trong đầu trống rỗng, thân hồn suýt chút nữa bị người khác chém tan rồi. Sau một khắc, không chỉ thập đại động thiên của nó mở ra, mà thân thể động thiên cũng tự chủ phát sáng, bảo vệ toàn thân từ trên xuống dưới, hình thành nên một vòng thần bàn ống ánh. Cũng trong lúc đó, xung quanh tám chín chùm sáng của tôn giả bay tới, tất cả đều bị tiêu diệt ở bên ngoài thần bàn, đều bị hóa giải toàn bộ. Thân thể Thạch Hạo rung lên bần bật, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra ngoài, ánh mắt của nó cực kỳ lạnh lẽo. Loại tập kích như thế này khi nó đại chiến với Thạch Nghị cũng đã từng bị người khác ra tay như vậy rồi. Đây là sức mạnh nguyền rủa thần bí nhất, nó lạnh lùng ngoái đầu lại nhìn về một phương kia. Sau một khắc, Thạch Hạo liều lĩnh, toàn thân phát sáng, thân văn màu vàng nằm dày ngoài thân thể nó, còn có lấp lóe màu đen, nó hóa thân thành một con côn bằng hình người, đây là một loại bạo động, là một loại nổi giận, thạch thạo nhầm về phía kia. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, dùng dập tránh lui. Tích hoa bà bà biến sắc, cũng không phải là bà động thủ, thế nhưng tất cả việc này đều là do bà ta ra lệnh. Không ngờ cái tên thiếu niên này lại xông về phía của bà. Làm càng, ngươi muốn làm gì? Bà ta hét lớn, trước tiên thân thể lướt sang ngang, nhanh chóng né tránh ra ngoài. Nhưng dù là như vậy, dưới cơn tức giận của thạch thạo thì lực phá hoại được sản sinh cũng rất kinh người. Bàn tay của hắn áp sát thân thể của bà ta Chứng cho bay ngược ra ngoài. Đồng thời chân thân của Thạch Thảo tuy rằng không có đánh trúng được bà ta, thế nhưng bên trong gió mạnh lại có kim quang dựng lên, hóa thành một bàn tay lớn. Bụp một tiếng, tác thật mạnh lên trên mặt bà ta. Đây là pháp môn cung bằng, thay đổi tùy ý, bà ta bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu kèm theo là mấy chiếc răng, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ và nổi giận. Hết tập 85. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lasadio.